Mục tiêu của phong trào là các tuyến đường xóm, liên xóm được mở rộng, nền đường đạt tối thiểu từ cấp B trở lên. Trước tình hình đó, công ty Núi Pháo đã quyết định hỗ trợ bằng hiện vật 3.000 tấn xi măng quán chiều PCB30 với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng. Xóm chúng tôi là rất đồng thuận, cùng nhau hiến đất con đường này ra để mở rộng ra cho đi rộng, và đã được sự quan tâm của nhà nước và của thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ và công ty Núi Pháo. Với sự đồng hành của công ty Núi Pháo ấy, thì bà con rất là yên tâm và mong rằng nếu mà với cái số lượng xi măng này có thể mà thiếu trong cái công trình thi công thì cũng mong rằng công ty Núi Pháo là tiếp tục đồng hành hỗ trợ bà con thêm để bà con hoàn thành cái công trình đường. Phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện Đại Từ đã mang lại hiệu quả thiết thực, bởi chính những con đường mới sẽ giúp cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân được thuận lợi, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân, góp phần xây dựng huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Sau khi triển khai thực hiện nghị quyết cũng như là kế hoạch của Ủy ban dân thị trấn thì đại đa số nhân dân trên toàn địa bàn thị trấn đã rất là đồng thuận, đồng tình thực hiện phong trào mở rộng đường phố. Và đến nay thì thị trấn Hùng Sơn đã ra quân được 3 tổ dân phố, huy động đóng góp xã hội hóa để chung tay thực hiện phong trào. Thì thị trấn Hùng Sơn được sự đón nhận được sự ủng hộ đồng tình của tất cả các doanh nghiệp, trong đó thì đặc biệt là đơn vị công ty Núi Pháo. Trong nhiều năm qua thì công ty Núi Pháo đã luôn đồng hành cùng đảng bộ chính quyền huyện trong nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe, giải quyết việc làm và đảm bảo an toàn lao động. Đứng trước cái việc lớn của huyện là xây dựng nông thôn mới và đường xóm 6m, thế thì không chỉ trong vùng ảnh hưởng mà toàn huyện thì Núi Pháo cũng đã có những ủng hộ rất là lớn để giúp người dân hoàn chỉnh lại các kết cấu hạ tầng sau khi đã hiến đất, hiến tài sản để đảm bảo bộ mặt nông thôn xanh, sạch, đẹp. Với những việc làm thiết thực, công ty Núi Pháo luôn hướng đến sự phát triển bền vững thông qua các hoạt động phát triển kinh tế và hỗ trợ cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và đồng hành cùng sự phát triển của huyện Đại Từ nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.